Công ty cổ phần Cosmos Việt Nam với sứ mệnh kiến tạo không gian sống lành mạnh cho mọi nhà thông qua việc tìm kiếm và cung cấp các loại sàn gỗ có chất lượng, an toàn với sức khỏe của con người và thân thiện với môi trường. Cosmos đã và đang cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng vượt trội, đẳng cấp quốc tế. Tiếp nối sứ mệnh đó, Cosmos ký kết hợp tác với nhà máy Edgar. Đây là nhà máy được thành lập từ năm 1961 tại Đức, được coi là cái nôi của nền công nghiệp sản xuất sàn gỗ công nghiệp. Cho đến nay, Edgar đã phát triển rộng khắp thế giới, bao gồm 17 nhà máy ở 7 quốc gia như Đức, Áo, Pháp, Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và 24 trụ sở bán hàng phủ khắp thế giới như Áo, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Nhật Bản, Ấn Độ, Chile, Úc, v.v. và các mạng lưới bán hàng trên 90 quốc gia. Với những đặc tính vượt trội cũng như ưu điểm của sản phẩm phù hợp với môi trường cũng như thị hiếu của người Việt Nam. Vào tháng 6 2016, Cosmos đã chính thức trở thành đối tác phân phối độc quyền của sàn gỗ Edgar và mang thương hiệu sàn gỗ Edgar về với ngôi nhà tại Việt Nam. Sàn gỗ Edgar có các đặc tính ưu việt như độ chống trầy xước AC4 đối với dòng 8mm và AC5 với dòng 11mm, hèm 4V, sắc nét, màu sắc đa dạng, bề mặt không bám bẩn và rất dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, Edgar còn cho ra mắt dòng sản phẩm chịu nước đặc biệt nằm trong bộ sưu tập Edgar Wireless, có khả năng chịu nước do sử dụng cốt gỗ chống phồng, có thể sử dụng ở khu vực có độ ẩm cao như bếp, hành lang, nhà tắm và không bị bay màu khi sử dụng các chất tẩy rửa trên mặt sàn. Chắc chắn đây sẽ là sản phẩm không thể thiếu trong những ngôi nhà có thiết kế hiện đại như hiện nay. Để hiểu rõ hơn về những đặc tính ưu việt của sàn gỗ Edgar, chúng ta sẽ cùng phân tích các thành phần cấu tạo nên nó. Sàn gỗ Edgar bao gồm 5 thành phần chính. 1 là lớp bề mặt, 2 là vân gỗ trang trí, 3 là lớp HDF, 4 là lớp lót, 5 là hẻm khóa. Trong đó, lớp bề mặt của sàn gỗ Edgar có tác dụng chống trầy xước cao, bề mặt chống trơn trượt, không thấm nước, chịu áp lực ma sát và sự va đập, có khả năng kháng lại các tia cực tím nên không bị bay màu, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết. Đặc biệt, sàn gỗ Edgar còn có khả năng tự sửa chữa bề mặt. Những vết lõm khi kê các đồ nội thất trong nhà sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các gia đình. Chỉ sau 10 giờ, những vết lõm trên bề mặt sẽ tự động biến mất một cách bất ngờ. Vì thế, chúng ta có thể tự tin di chuyển đồ vật hoặc thay đổi phong cách cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra, Edgar còn cho ra đời dòng sản phẩm chống trơn trượt, chuyên dụng dành cho những khu vực cần chống sự trơn trượt cao hơn ở mức thông thường như nhà trẻ, sàn nhảy và các trung tâm thể thao. Vân gỗ Edgar có độ đồng đều, tự nhiên, sắc nét, bề mặt sần theo vân gỗ và có nhiều màu trùng vân, mang lại cảm giác tự nhiên cho sàn nhà, làm cho ngôi nhà thêm rộng rãi và thoáng mát. Lớp HDF có cốt gỗ được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên, không có PVC, không mùi và không ô nhiễm môi trường. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về sức khỏe khi sử dụng sàn gỗ Edgar và có khả năng tái chế cùng với dòng tuần hoàn khép kín của sàn gỗ Edgar sẽ làm giảm sự ô nhiễm môi trường. Sàn gỗ Edgar có rãnh 4V sắc nét và công nghệ hèm khóa tiên tiến Unifit dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, kể cả khi lắp đặt ngược chiều và có thể dễ dàng lắp đặt bằng tay, vì thế sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian lắp đặt và giảm được những rủi ro hư hỏng tối đa cho việc tháo dỡ tái lắp đặt. Đặc biệt, hèm khóa Unifit được sử dụng cho tất cả các sản phẩm sàn gỗ Edgar. Với phương châm không ngừng đổi mới, công ty cổ phần Cosmos Việt Nam sẽ liên tục cập nhật những mẫu sàn gỗ hiện đại nhất. Hiện nay, Cosmos cho ra mắt thị trường 12 màu 8mm và 9 màu 11mm và 5 màu 8mm chịu nước. Được tuyển chọn từ nhiều bộ sưu tập khác nhau, chắc chắn sẽ làm hài lòng của khách hàng và thị hiếu của người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sàn gỗ Edgar sẽ là lựa chọn số 1 cho những ngôi nhà của bạn. Cosmos đoàn kết để vươn cao, sáng tạo để đột phá, chuyên nghiệp tạo thành công, tận tâm với cộng đồng, tính đức xây bền vững. Cosmos, sàn gỗ của mọi nhà.